Chú ơi, con đói, con muốn ăn chị cháo. Để cắt gì là đi. Con muốn ăn gì? Sữa muốn ăn gì nào? Sữa muốn ăn gì nào? Bà cho chú ơi. Dạ con. Cảm bà cho chú. Sao mà chào kỳ vậy Quy? Sao con chào kỳ cốt vậy? Sao con chào mà cái giận hờn của cô vậy? Chào bà cho chú ăn dạ. Chào bà cho chú ăn dạ. Thôi chào hay ghét không? Chào hờ hững nghe không? Chào kiểu hờn trách. Ấy lụm tới táo lên con. Con đi. Gọt táo không con hả? Mẹ Ngọc ơi. Lại đúng. Nhờ xíu Ngọc. Để cho lại quay cho đi gọt táo cho sữa cái đây. Sao giờ một sữa muốn sao? Kéo. Sữa muốn sao? Kéo. Cũng ăn quả táo này hả? Trời. Quả táo này có độc đi đấy ơi. Quả táo này là của một phù thủy gửi cho Bạch Tuyết nè. Một phù thủy đã tới nhà mình rồi. Một phù thủy đã đưa quả táo cho trà sữa rồi. Mấy đứa ơi, nguy hiểm quá. Cũng may là mình đã phát hiện được quả táo này. Nếu không thì trà sữa sẽ rất là gặp nguy hiểm rồi. Ơi, không được. Không được rồi, nguy hiểm quá sữa ơi. Giờ con muốn gì? Táo. Con muốn táo gì? Con nói gì? Nói đàng hoàng. Dạ thưa đàng hoàng. Ăn đã. Dạ con muốn ăn táo. Dạ con muốn ăn táo. Xuống muốn ăn táo này hả? Dạ. Rồi được rồi. Bà thử được con này bà, trời ơi con là công chúa của cha mà sao bà thù hỉ lại là đỡ lần nào đưa trái táo cho con. Cũng ơi là cha phát hiện được rồi. Không, cha không để bà phù thủy làm được chuyện này. Cha phải thử xem quả táo có độc không. Cha xin cha ăn quả táo cha. Bị trúng độc rồi, bị trúng độc rồi. Dạ. Con nghĩ luôn quả táo độc. Quả táo có độc. Con không được ăn. Ăn táo. Giận hả? Bà chờ lấy cây cà. Chờ lấy cây cà. Nè, nếu con Quy nó ăn trái táo này có độc nè, cho Quy nó xỉu luôn nè. Nè, Quy ăn táo đi. Nè, cho Quy nó ăn táo nè. Cảm giống cha nè. Quy ăn táo không? Quy ăn con. Quy ăn không? Không ăn kẹo, ăn táo rồi con. Trời ơi, ai lại nở lòng nào đưa quả táo cho sữa ăn nữa vậy? Tao phải thử thôi. Trà sữa đang làm gì vậy? Hả? Trà con trai. Tới rồi hả? Bỏ con cháu rồi hả? Hả? Để cho thử coi. Thử coi cháu có độc không? Sữa ơi. Sữa à. Cho cha thử coi. Đưa cho thử. Ai đưa tay táo cho con vậy? Con Thủy đưa hả? Hả? Con Thủy đưa. Tại sao vậy? Con gái ơi, con gái có sao không? Đưa đi cha. Trái táo có độc. Trái táo có độc rồi. Độc quá đi. Con gái đừng ăn quá cháo này, cho Quy nó ăn đi. Quy là con ghẻ nè. Cái gì không Quy? Con đừng có ăn mà, táo có độc. Sữa ơi. Sữa ơi, con đừng ăn táo có độc sữa ơi. Sữa ơi, táo có độc mà con ơi. Đừng có ăn. Đừng có ăn con ơi. Con bắn rồi, con bắn rồi. Con bắn rồi. Để cho ăn cho con, có độc. Có độc, nói bà cô chú có độc không? Nói nè, nói ông bà cô chú anh chị có độc không? Là ham. Thiệt không? Đã chắc con này không táo. Con cháu được không? Cậu bé có phải là hoàng tử không? Không phải. Dạ không phải. Cậu bé có phải là hoàng tử không? Dạ. Có một người gửi cho cậu bé quả cháo hô khuyết nè. Cậu bé hãy ăn thử đi. Cậu bé ăn đi.
Cậu bé thì tập tập ha. Sữa ơi, con không thể ăn được quả táo này. Đây là quả táo có độc, sữa ơi. Không được ăn, có độc. Sữa ơi, có độc. Táo có độc mà con. Đừng có ăn sữa. Sữa à, táo có độc. Quả táo có độc. Quả táo có độc, đưa lên cha. Con không được ăn quả táo đó. Rất là nguy hiểm phải không? Đó thấy không? Đó không? Có độc rồi. Đau rồi phải không? Nè bụng bự rồi nè. Quả táo có độc mà. Sữa ơi. Sữa ơi, đưa cha. Đưa cha. Năn nỉ cha đi, cha cho ăn. Cha. Hả? Con đói. Con đói hả? Con ăn cháo. Hả? Con muốn ăn cháo táo. Con muốn ăn cháo táo hả? Nhưng mà cha sợ táo có độc sao? Hả? Không cấm. Táo không đậu. Đưa hai thử rồi. Thử anh hai. Có độc không hai? Có độc hả? Thì đưa ra cha ăn cho. Có gì vậy? Xúc xích. Trời ơi, xúc xích có độc. Không được ăn con ơi. Tôi nói có độc bạn ơi. Ừ. Ừ. Ơi, đau trời ơi. Nó cọc rồi. Còn hết độc rồi con. Hết độc rồi. Thôi Hương, thôi cho Hương xin lỗi. Trời cho ơi, xin lỗi. Giờ lấy cái khác, giờ cho Hương lấy cái khác cho con Hương bịch ra. Ha. Để qua. Bỏ chai. Để thế nào nó cũng lấy xúc xích nữa lại rồi. Mẹ đi. Lấy xúc xích nữa đi con. Thật là ngon. Tao có đọc. Ra đi. Chê con đói. Con đói. Con đói thì con ăn cơm. Đói thì ăn cơm. Quy em thích thức bằng cho con một chai. Đem mình ra. Ba, Quy em kêu mình khỏi đây. Kêu nó lấy đi. Con về, kêu nó qua đây ăn. Bà cô chú anh chị đừng có la cho ốc tiêu nha, tại Phương vừa ghẹo nó cọc, nó không biết làm gì. Nó qua tới kìa. Đó, mấy ông hỏi là... Đâu? Đâu? Xúc xích đâu? Đó, xúc xích. Xúc xích có độc không mẹ? Nghe con như vậy. Xúc xích có độc á. Xúc xích là tụi con này. Sao mà mấy cha con mày mà đàn áp cho tao không? Xúc xích có độc. Hả? Xúc xích có độc, con ăn thử. Xúc xích có độc. Xúc xích có độc á. Ăn thử. Ủa, mấy cha con. Bà Hương nói là xúc xích có độc á, ăn là chết á. Ăn vô chết rồi. Cho Hương thử cho con á. Thôi thôi không giữ nha. Để cho Cương lấy cho cây khác. Còn gì cũng ngon lắm, thôi cho Cương xin lỗi. Để cho Cương lấy cây khác cho con. Thôi rồi. Không ăn cây nữa. Dưới kìa. Rồi thôi không có khóc. Không có khóc, không có khóc. Để ra Cương kiếm rồi lấy. Không ăn sữa thiệt. Không có mà không ngoại quá. Này con xúc xích này con. Này. Xúc xích này con. Xúc xích nước ngoài này con. Nè ốc tiêu thôi, chạy Thương đưa con cái xúc xích nước ngoài nha. Rồi cảm ơn chơi Thương đi con. Ủa chơi gì vậy? Cái xúc xích. Không phải. Đây cái xúc xích. Cái này hả? Thích có con này hả? Nè xúc xích này con. Đây để cho Thương thử coi có độc không. Con. Thử coi có độc không? Không được ăn của con nha.
đây. Thôi đưa cho em đi để cạo chọc mà chọc thời nó quạo nó mất không. Không phải. Đưa miếng nè hả? Nè, nè ngậm đi. Mở miệng ngậm. Ăn cái miếng nào? Nguyên cây. Ăn miếng nào? Bởi rồi, bởi rồi. Ê, bỏ tóc rồi đó. Thấy chị sửa không? Cái ghẹo mà chị sửa cũng vô thấy không? Nè. Nè. Thân tay cho đàng hoàng. Con mép năn nỉ đi không ra cá rồi con xin lỗi ông bà con chú anh chị nãy không giờ con không ngoan thì ông bà con chú anh chị bỏ qua cho con không bộ hồi nãy con không như là con mời chú bỏ qua giùm con nha phanh tay đàng hoàng nó ông bà con chú anh chị bỏ qua giùm con nè bỏ qua giùm con còn con cũng xin lỗi luôn đi cho con mua xúc xích cho tháng cho con nó cầm nó không biết làm gì nó cầm cái đồ chơi nó tống cái đồ chơi luôn con nít mà dành đồ chơi nó tập vậy sữa sữa ăn cho chị mới đập nha sữa đi đâu vậy con đi rồi thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị nha thôi chào bà chị đi táo để dành cho con á chứ táo ngon táo của cô cho mà phải ngon chứ đừng có độc ha rồi con là con ăn táo đi ăn táo cho mẹ quay đi hỏi ông bà cô chú anh chị ăn táo không hả hỏi ông bà cô chú anh chị ăn táo không à đây ơi mẫu hả mà táo chị táo hả chị ăn một trái đi. Thôi chứ con gái ăn rồi. Là bị con gái không? Cái hai người cái này đâu? Dạ. À, cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều nha. Gia đình nào cũng vừa xin kính chào quý bà cô chú anh chị. Mẹ Uyên dạ. Hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một cái xe bye bye khán giả con. Sữa. Sữa. Xuống môi nè. Không bye bye cho lấy cái áo nữa nha. Cho mời chú nghe. Không ơi. Không bà cô chú anh chị không không muốn kính rồi. Không dính mỏi luôn rồi. Wow, dạ chào tạm biệt rồi, bye bye.